Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu sử Người Nổi Tiếng. Tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử giáo sư bác sĩ Nguyễn Tài Thu. Giáo sư Nguyễn Tài Thu sinh vào ngày 4 tháng 6 năm 1931, mất vào ngày 14 tháng 2 năm 2021, là giáo sư bác sĩ nổi tiếng ở Việt Nam và thế giới trong lĩnh vực đông y, đặc biệt là châm cứu chữa bệnh. Ông được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân và Anh hùng lao động của Việt Nam. Hiện, ông đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội Châm cứu Thế giới, Chủ tịch Hội Châm cứu Việt Nam và Chủ tịch Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam. Ông có quan hệ về khoa học kỹ thuật với 38 nước trên thế giới và là giáo sư, tiến sĩ danh dự của 16 trường đại học nước ngoài. Với những thành tựu mà ông đã dày công nghiên cứu và ứng dụng, ông đã được mệnh danh là ông vua châm cứu, huyền thoại sống hay thần kim. Ông Nguyễn Tài Thu sinh vào ngày 6 tháng 4 năm 1931, quê ở thôn Kim Hoàng, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, trong một gia đình có truyền thống nho học. Những năm 1945-1946, khi cả Hà Nội bom đạn, mịt mù và tận mắt chứng kiến nhiều người bị thương và chết do chiến tranh, chồng ông đã cháy bỏng ước mơ trở thành bác sĩ chữa bệnh cho mọi người. Sau này, ông từng lấy cơ thể của mình thực nghiệm rồi mới đụng kim châm vào người khác. Năm 1953, sau khi học năm thứ nhất trường Đại học Y khoa trong kháng chiến, nay là trường Đại học Y Hà Nội, ông đã được cử đi học tại Trung Quốc trong 6 năm chuyên về đông y. Năm 1958, tốt nghiệp bác sĩ đông y ở Trung Quốc, bác sĩ Tài Thu đã về công tác tại nhiều bệnh viện quân đội và địa phương. Năm 1967, ông đi sâu vào nghiên cứu ngành châm cứu tại phòng mạch của Hội Đông Y, phố Tông Đản, Hà Nội. Ông bắt đầu nghiên cứu dùng các cây kim có độ dài khác nhau để chữa bệnh. Tới năm 1968, từ đề xuất của ông, Hội Châm cứu đầu tiên của Việt Nam hình thành. Từ con số 0, Nguyễn Tài Thu cùng với cộng sự đã phát triển thành Hội Châm cứu Việt Nam lên hàng chục ngàn hội viên, đào tạo hàng trăm cán bộ châm cứu trình độ sau đại học. Đến nay, hầu hết các bệnh viện trong cả nước đều có bộ môn châm cứu. Viện Châm cứu Việt Nam do ông sáng lập từ tháng 4 năm 1982 trở thành địa chỉ quen thuộc của giới khoa học châm cứu quốc tế. Về thành tựu nghiên cứu khoa học, tài sản lớn nhất của ông là hàng chục cuốn sách về châm cứu và lý luận đông y như Tân châm, Nghiên cứu châm tê trong phẫu thuật, Thủy châm, Nhĩ châm, Mai hoa châm, Điện châm, làm cẩm nang cho hàng ngàn y bác sĩ sau này. Đặc biệt, hai kỹ thuật châm tê và châm cứu cai nghiện ma túy được Bộ Y tế cho phép triển khai với tỷ lệ cắt cơn rất cao, chỉ có 5% đến 10% tái nghiện do Nguyễn Tài Thu phát minh đã được giới thiệu tới gần 50 quốc gia. Trong đó có phương pháp điện châm gây tê trong phẫu thuật của mình đã thực hiện trên 100.000 ca mổ gồm 60 loại phẫu thuật khác nhau, đạt kết quả 98,3%. Ông cũng đã áp dụng thành công kỹ thuật mãng châm với cây kim có chiều dài tới 60cm để đi vào các huyệt sâu trong cơ thể, có hiệu quả cao trong chữa bệnh. Trường phái Tân châm do Nguyễn Tài Thu khởi xướng bắt đầu từ thủy châm. Ông nhận thấy trong khi chữa bệnh, ta vẫn chưa đưa thuốc vào cơ thể bằng tiêm thuốc vào tĩnh mạch, tiêm bắp. Vậy ta cũng có thể tiêm thuốc thẳng vào các huyệt để thuốc càng có tác dụng nhanh. Phương pháp này đã giúp cho điều trị hàng nghìn bệnh nhân khỏi căn bệnh cấp và mãn tính như thần kinh tọa, rối loạn tiền đình, đau đầu, mất ngủ, tai biến mạch máu não, cắt cơn cho người nghiện ma túy, chữa bệnh béo phì, rối loạn thần kinh thực vật, cắt cơn hen phế quản. Châm cứu là phương pháp điều trị y học cổ truyền, không tốn kém chi phí, không đòi hỏi trang thiết bị hiện đại, mang đến hiệu quả cao, điều trị nhiều bệnh lý cấp và mãn tính, giáo sư Thu từng nói. Tại hội nghị châm cứu toàn thế giới gồm 84 nước họp tại Sydney năm 2004, phương pháp châm cứu cai nghiện ma túy được Nguyễn Tài Thu trình bày đầu tiên trong số 280 báo cáo khoa học tại hội nghị đã được nhiệt liệt hoan nghênh. Đại biểu của Hội Châm cứu Trung Quốc đã công nhận các thành công mà Việt Nam đạt được. Công trình đã được Bộ Y tế nghiệm thu, đã được ông trực tiếp phổ biến các quy trình trong các lớp tập huấn tại 21 tỉnh thành và đang được tiếp tục triển khai trên diện rộng.
Phương pháp điện châm gây tê cho phẫu thuật của ông đã thực hiện trên 100.000 ca mổ gồm 60 loại phẫu thuật khác nhau, đạt kết quả 98,3%. Giáo sư cũng đã áp dụng thành công kỹ thuật măng châm với cây kim có chiều dài tới 60cm đi sâu vào các huyệt trong cơ thể. Năm 2000, giáo sư đã được giải thưởng nhà nước về công trình nghiên cứu phát triển lý luận và hoàn thiện kỹ thuật phương pháp tân châm trong chữa bệnh. Huân chương độc lập hạng nhì đã được trao cho giáo sư vào ngày 14 tháng 5 năm 2004 để ghi nhận những đóng góp của ông trong ngành châm cứu. Ngày 8 tháng 3 năm 2006, giáo sư Nguyễn Tài Thù đã được trao bằng tiến sĩ danh dự của Trường Đại học Mexico ghi nhận những đóng góp của giáo sư về việc phát triển các dịch vụ chữa bệnh bằng châm cứu tại Mexico nói chung và bang Zacatecas nói riêng. Về chức danh, Phó Chủ tịch Hội Châm cứu Thế giới, Chủ tịch Hội Châm cứu Việt Nam. Qua đời, giáo sư Nguyễn Tài Thù qua đời lúc 4 giờ 50 phút sáng ngày 14 tháng 2 tại Hà Nội do tuổi cao sức yếu, hưởng thọ 90 tuổi. Gia đình của giáo sư cho biết tang lễ sẽ được tổ chức tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Về danh hiệu Thầy thuốc nhân dân năm 1995, Anh hùng lao động năm 2000, Huân chương độc lập hạng nhì năm 2004, Huân chương kháng chiến hạng nhất hạng 3, Huân chương lao động hạng nhất năm 1999 hạng nhì, Huân chương đại đoàn kết dân tộc năm 2014, giải thưởng nhà nước về khoa học và công nghệ, huy chương quyết tử, huy chương chiến thắng, huy chương vì sức khỏe nhân dân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.